kiển La Hán Phượng Hoàng. La Hán đầu tàu xin lửa thế này. Thấy không bây giờ ở đây. Yeah, wow, cá đẹp quá. Vì nãy chú nói con cá kiển đó, mình nuôi là theo 4 tiêu chí luôn hả? Nhất nước rồi gì nữa chú? Nhì nhiệt độ. Nhì nhiệt độ. Thứ ba là chăm sóc. Chăm sóc. Thứ tư là giống. Giống. Nhất nước, nhì nhiệt độ. Thứ ba là chăm sóc. Thứ tư là giống. Vậy mình nuôi vậy mới là mấy con cá mình mới đủ chuẩn thôi. Mới đẹp. Quá hay luôn. Không hợp con cá kiển thì nó yếu hơn cá trời. Dạ. Không hợp cái điều kiện nó là nó không có phát triển mạnh. Dạ. Nhất nước, nhì giống, nhiệt độ. Nhất nước, nhì nhiệt độ, hai cái nước căn bản nhất. Còn dạ. Giống với chăm sóc là nó chỉ là phần sau. Phần sau thôi. Dạ. Nhì nước, nhì nhiệt độ mà chệch nhau là con cá nó khó sống. Dạ. Có nhiều người nuôi chết hoài là lý do vậy. Dạ. Phải điều chỉnh nước, điều chỉnh nhiệt độ. Dạ. Chăm sóc là phải theo dõi cái gì mà cứ đó. Dạ. Phải bệnh là phải trị liền, để lâu là nó chết sạch. Dạ, mình phát hiện nó là mình phải trị ngay đúng không? Trị ngay đi. Dạ. Nhất là con ly kia. Dạ. Phát hiện bệnh mà không trị là nó đi nguyên bầy. Dạ. Khó ăn lắm chứ không phải dễ đâu. Dạ. Ngoài thì đứng nhìn vô thấy nó dễ, thì thực tế vô nghề rồi thấy. Dạ. Hay quá không? Có kinh nghiệm quá trời luôn, 20 năm nuôi mà. Cho anh biết con gì kia giống như đánh bài cào. Dạ. Nhất chính nhiều vụ. Dạ. Khi ngày mai là xuất bán, bữa nay nó chết sạch luôn. Dạ. Nhiều khi nó bị sốc nước rồi hả? Không, nó bệnh. Nó bệnh hả? Nhất là bệnh nấm mông gòn thì nó dí dắt khăn. Dạ. Gì hết. Nấm mông gòn là sao ta? Mình nó nổi những cái đốm trắng. Đốm trắng. Nổi như cái con gòn mình gắn lên mình á. Dạ. Độc. Dạ, rồi cái bên màu xanh xanh gì nữa hả? Giắt khăn rồi cái mình nó nổi sọc đen, sọc đen. Giắt khăn nó. Nó cũng do virus nó xâm nhập. Con cá cũng khó nuôi quá không? Khó lắm. Phải có kỹ thuật đồ. Lâu lắm rồi mới ghé chạy cá Phượng Hoàng đồ lộ cái Thiêu Hòa Khánh. Này có một con. Chào mọi người nha, hôm nay thì mình qua chạy cá ở chỗ đồ lộ Cái Thiêu Hòa Khánh đó mọi người. Đây mình coi dạng cá của ông chú bán cá chạy cá Phượng Hoàng. Ủa cái tên tiệm cá là Phượng Hoàng luôn hả chú? Chạy cá Phượng Hoàng. Chạy cá Phượng Hoàng đồ lộ Cái Thiêu hả? Cá đẹp không? Sáng bị chói nắng quá. Không về đó chị. Rồi con cá này đẹp quá. Không về chơi được mấy ngày đi vậy. Nay mờ quá khó thấy quá. Chứ vừa khó thấy mấy con cá. Đây chú làm nguyên một cái bèo cá để nuôi luôn kìa mọi người. Đó, nhiều nhóc nguyên một cái đàn luôn ha. Nó bùng sen tím nó kiểu quá trời đẹp luôn. Đây có mấy con. Nhiều nhóc kìa. Đây buổi sáng đàn cá của chú chưa cho ăn á, nó nheo nheo trên mặt nước. Quá trời dáng giữa một chồng kìa. Một súng tím nữa. Coi cái dạng cá này để trên cao của chạy cá kiển Phượng Hoàng. Bây giờ nhà cá kiển này muốn làm giàu ấy, phải làm giàu mối lớn kìa. Mối lớn hả chú? Dọc đi làm để tẻ đi. Dạ, cái này là mình làm nhỏ thôi ha.
tao mới đi tới tao mẹ cá nó là cá thiên cá vàng luôn. Dạ. Đi giao là cố. Dạ. Chỉ vàng á. Trời, La Hán hồi xưa hả? Ừ. Hai ngón tay một chỉ vàng. Một chỉ vàng á. Ghê vậy. Đầu lên cả cây vàng luôn á. Sao chú không thay nước cho nó bị to bị. Rồi nắng lên tao mới thay. Trời, con thấy nó bị mờ quá. Cũng có người mua cá. Cái xe chạy đủ quẹo vô đây. Mấy con xanh lá này là gọi cá gì chú? Mấy con xanh xanh này gọi là cá gì chứ? Cá sim. Sim hả? Này con thấy xanh đẹp quá trời luôn. Sim mà màu xanh á, cá sim. Xanh à, con này đẹp quá trời luôn. Con này xanh gì? Xanh dương hả? Ủa sao xanh, sao con thấy xanh lá cây mà ta? Mày La Hán thôi á. Ngon hả chú? Ừ. Cá La Hán hồi xưa có giá trị không? Hồi đó tao mẹ La Hán tao chỉ có 50 con thôi mà tao hút mấy chục triệu đó. Trời đã vậy. Đó mình con hai ngón tay nuôi 3 tháng tên đầu coi như cục cu ly đó. Ủa Phượng Hoàng là tên của ai mà chú lấy vậy tên vậy cái kiển này chú? Hả? Phượng Hoàng. Thì hồi đó tao có dòng cá Phượng Hoàng. Ủa có cá Phượng Hoàng nữa hả? Có chứ. Rồi chú lấy tên chạy cá kiển là Phượng Hoàng luôn. Hồi đó tao ở đây là nơi vua Phượng Hoàng mà. Dạ. Ủa sao vậy? Lấy cái vật vớt một cái cà thao. Dạ. Thôi kỹ sư mẹ dưới chạy cái chăn nuôi 30/4 ngã 4 á. Dạ. Lên nó còn lắc đầu luôn. Giờ mình đâu còn nuôi Phượng Hoàng nữa hả? Không. Chạy cá kiển Phượng Hoàng đồ lộ cái thiêu hòa khách. Con Phượng Hoàng không mới lớn, nó cầm cá lại là ngàn chắc. Quá trời đã luôn ha, cá của chú nè. Đúng là chạy cá kiển nhiều cá thì vòng vòng cá kiển mà trong đây là nó đồ ăn đệ tử rồi thành dạ. Đệ tử quá trời đẹp mấy cái thằng bán hàng nhiều cái giờ là mấy thằng đệ tử của đệ tử thôi cái gà bán hả học nghề khách tầm một tư dạ thấy trong đó gà nhiều con nhỏ mà kêu con bán với vợ là con dâu của năm không dạ đúng rồi chị nó trên tên chị Tím gì đó quá trời cá luôn. Mấy con cá này là cá phướng không chú? Giờ là phướng. Đẹp không hả? Phướng không đẹp sao được?